Xin chào tất cả mọi người nha, chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá nhỏ của mình. Thì hôm nay thì mình mời các bạn đồng hành cùng với mình là đi thu hoạch cá bể màu con nha mọi người. Cái hồ này không biết ai cho nó ăn mà còn dư quá tai. Sáng giờ mình chưa cho cá ăn, chắc cha mình quá. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi thu hoạch cá bể màu con nha mọi người. Thì đây, đây là cái con cá mái ngày hôm qua nó đẻ nè mọi người. Đó, nó đẻ xẹp lép cái bụng nó luôn mà. Nhìn thấy ghê không? Quá là xẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ để nó mình dưỡng dưới này vài ngày rồi mình sẽ trả nó về hồ nha. Còn bên đây là cá con nè. Số lượng cũng không nhiều lắm đâu, bởi vì nó đẻ lần đầu á, mình nghĩ nó đẻ lần đầu số lượng nó cũng không nhiều lắm đâu nha. Tầm vài chục con. Đó. Mọi người thấy không? Bữa nay thì đã ngày hôm qua thì bữa nay chắc mình cho ăn chút đỉnh được rồi. Cá con thì thấy cũng khỏe đó, khỏe nha, cá khá là khỏe. Cá mái cũng đẻ con ra cũng thấy cũng khá là khỏe. Thôi để rồi để nó như này dưỡng vài ngày rồi để mình lên cái con cá trên thăm coi con cá trên đẻ chưa. Chưa nha mọi người, bụng cũng còn rất là to nhưng mà chưa đẻ. Thì cũng trông chờ con này quá đẹp luôn nè, cũng trông chờ nó dữ lắm. Không phải lại à. Thôi để đi qua dạo những con cá mái khác. Mình còn hai con cá mái, hai cá mái rồng đỏ. Mình cũng đang trông chờ để mà mình thu hoạch các con. Một con rồng đỏ ri bông nè. Rồi cái bụng này là chưa đẻ rồi, cái bụng là chưa ha. Này cần phải nuôi thêm nè. Thì kế bên cái bầy này thì mình đã có cái bầy này đẻ được vài ngày rồi nè mọi người. Đẻ được vài ngày nè, đang nuôi nè, khá là sung. Cũng rồng ri bông ha, vài ngày, 4-5 ngày, 3-4 ngày, 4-5 ngày gì rồi đó. Rồi bên đây mình còn nhốt một con mái nữa nè, chắc nó đẻ rồi. Con mái này là mái rồng gen ấy, đẻ rồi nè mọi người ơi, đẻ rồi, quá trời các con luôn. Wow, trời đông luôn, con mái này bụng rất là to ha. Cái này chắc đẻ đâu hồi tối rồi. Ngày hôm qua mình thăm là chưa có đẻ. Wow, trời đông luôn nè, hơn 100 con luôn chứ không phải chơi đâu, hơn 100 con luôn á. Cái mái mới đẻ mà coi nè, rất là khỏe luôn, rất là khỏe luôn nha. Wow, đồng cái con nè. Để nếu mà nó êm như vậy thôi, để mình để nó trong đây mình dưỡng nó vài ngày nữa ha, vài ngày nữa mình thả xuống cho chấm dí tiếp. Con đông dễ sợ luôn. Đông lắm mọi người ơi, để bài này mình nuôi lớn lớn hơn chút nữa chắc các bạn sẽ thấy rõ hơn chứ nó đông cách lạ thường, rất là đông, bơi lúc nhúc lúc nhúc ở dưới kìa. Đó. Cái này là cá con rất là nhiều luôn nha, tha hồ mà nuôi nha các bạn. Đã nói rồi, vậy là được hai bầy cá bể màu con. Đó, trong tháng này là trong tuần này là mình mới được 3 bầy rồi, trong tuần này mình đã được 3 bầy rồi. Cũng trông chờ vô mấy con này cho nó đẻ nhiều nhiều. Trong đây cũng có con là đang cái bụng bự bự nè, cũng đang chờ ha. Hy vọng là cái trống dí sẽ đạt hiệu quả cao, sẽ đẻ cho mình được nhiều bầy cá con hơn ha. Con mái này cũng trông chờ con mái này dữ lắm nè mọi người ơi ha. Trước trước cái kỳ đẻ rộ này thì mấy con mái của mình nó cũng có đẻ lai rai mọi người, dạng như đẻ lứa đầu đó, có mấy con ở hồ trên đó đẻ lứa đầu thì mình vớt mình bỏ ra đây nè. Vài ngày nữa khi mà mình đem cái con mái này lên, khi mà mình đem cái con mái này lên đó, mình sẽ nhập chung bầy với tụi này luôn để mà nuôi ha. Cái bầy cá con này nó bơi không có theo bầy, không có ấy như cái bầy cá rồng đỏ kia, thành ra là mọi người sẽ không thấy nó được nhiều dữ đâu. Mình nghĩ chắc tầm khoảng 30-40 con rồi đó hả, chứ không có nhiều. Ngày hôm qua thì mình phát hiện nó đẻ, nhưng mà nó không có đẻ xẹp cỡ này đâu, nó đẻ 5-10 con gì rồi thì thấy nó bơi lào lạo đó.
mình cũng để coi coi nó có đẻ thêm hay không, thì thiệt quả là nó có đẻ thêm rồi, đẻ bụng sẹp đáp luôn mọi người, thấy không? Không, thế là có thêm cá bé màu con rồi đó. Đây một bầy con khá là đông, cũng của rồng đỏ nè. Phải nói rồng đỏ của mình nó đẻ mình nuôi không kịp luôn á, rất là nhiều, nó nhiều lắm mọi người. Tổng cộng bây giờ là mình đã có khá tương đối khá là nhiều cá, nhiều cá con, khá là nhiều cá con. Hy vọng là kỳ này là ra cá sẽ đẹp nha. Cũng đang trông chờ đây nè, trong đây mình còn con mái rêu bông, trong đây mình còn con mái rêu bông khổng lồ nữa, thấy không? Đó, cái bụng chắc mỡ không quá, không biết có ôm con hay không, cái bụng chắc mỡ không quá. Cũng đang chờ nó đẻ con này mà nổ ra còn hơn con kia nữa, chứ không phải thường đâu nha. Cảm ơn mọi người. Đây mình cũng còn bầy nữa nè. Bầy này mái nhiều, con trống này mình thả ra đây cho nó dí chơi chơi ha. Trống này là trống hấp môn. Bầy này mái dạng bên sọt nhiều. Thực chất ra cái bầy giống của nó là bên đây nè, mình lột ra đây nè, ở bên đây nè, rồng sọt nè, nó cái bầy giống của nó nè. Đó. Rồi, chuyện này là mình khá là nhiều cá, có khá là nhiều cá nha mọi người. Có bầy con rết này mình nuôi mình thấy nó cũng tương đối là lâu lâu lớn nè. Nay hơn còn lễ rồi mà sao thấy nó còn chút nị. Cả 10 ngày rồi đó mà thấy còn chút nị à. Bầy này sao thấy nuôi nó lâu lắm. Chứ mấy bầy kia thì thấy nó nhanh lắm. Đây nữa nè. Đem ra dưỡng ăn đẻ nữa nè. Chứ không phải thường đâu, cái bụng bự rồi các bạn thấy không? Đó, nhiều lắm. Kỳ này là nếu mà ấy là trong tháng 3 này là mình cá con mình là đầy ha. Nếu mà theo dự định, nếu mà ấy rồi á, nếu mà theo dự định đồ kế hoạch đồ ngon lành đó, là trong tháng 3 này cá con mình rất là nhiều, cực nhiều luôn. Tại vì nè, cái giống của mình đó. Đó, cái này là rồng gen mình ép ra rồng thường hấp môn nha, rồng gen hấp môn vì bự á, sẽ ép thử rồi ra coi nó có ra đạt hay không. Đó, ha, bữa nay là thu hoạch các bạn bà con hơi bị nhiều, nhiều nhất là cái bài này, số lượng quá nhiều. Nếu mà mọi người thấy được cá con này rất là vui nữa, tại vì cái camera này nó sẽ không có thấy rõ được cái đàn cá con là nhiều ít bao nhiêu nha. Chứ thật chất ra mình nói thật với mọi người là bài này mình đảm bảo với mọi người là hơn 100 con cá con, hơn 100 con luôn, rất là đông luôn. Mình nói thiệt, nhìn nó bơi mà mình sang chấn tâm lý với nó luôn, đông lắm nha. Thôi bye bye, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha.